Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ một món canh dưỡng sinh nha. Món canh này á, mình dùng một loại nguyên liệu có tên là trúc xanh hoặc là nấm trúc xanh hầm chung với gà ác, là một món canh rất là bổ dưỡng á. Các bạn có thể nấu cho người bị ốm nè, người già hoặc là phụ nữ sau khi sinh đều dùng được. Vì cái loại nấm trúc xanh này á, là một thực phẩm thiên nhiên mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, vừa ngon vừa bổ. Bây giờ Nguyên mời các bạn cùng xem cách làm nha. Ở đây là một con gà ác thì khoảng 1 kg nha. Khi mua gà về các bạn rửa sạch với lại nước muối. Thông thường canh gà Nguyên sẽ bỏ cái đầu gà và cái da cổ Nguyên cũng bỏ luôn. Nhiều khi Nguyên còn lột bỏ cái phần da gà đó. Tại vì hôm nay Nguyên làm video cho nên Nguyên không có lột bỏ. Ngoài gà ác, các bạn có thể dùng bắp heo nè hoặc là sườn non chân gà đều được. Nếu mà mình không có ăn kiêng thì mình cũng có thể nấu với bắp bò nha. Có nhiều bạn hỏi Nguyên là phụ nữ sau khi sanh bao lâu có thể ăn gà. Thông thường người Hoa thì sau khi sanh 12 ngày là có thể ăn gà được đó các bạn. Và đây là gói nấm trúc xanh nha. Cái nấm này thì các bạn tìm mua ở chợ Thiết nè, chợ lớn hoặc là chợ nào mà có người Hoa sinh sống thông thường sẽ có bán. Một gói như vậy có giá từ 60 cho đến 80 ngàn, tại vì cũng tùy chỗ bán đó. Nếu mà các bạn muốn biết công dụng cái loại nấm này thì mình nên tham khảo trên mạng nha, tại vì nó quá nhiều công dụng, mình không thể nào kể hết được. Thì Nguyên nêu vài công dụng chính là nó bổ khí, bổ phổi, bổ não, ổn định đường huyết, kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch, vân vân nha. Ngoài ra thì Nguyên còn dùng thêm táo đỏ, kỷ tử, hạt sen. Thì Nguyên dùng hạt sen tươi nha. Nếu mà các bạn dùng hạt sen khô thì mình dùng khoảng 20g là đủ, nhưng mà mình phải ngâm nước sôi khoảng 2 tiếng sau mình mới nấu canh. Nếu mà các bạn có bông trùng thảo thì cho vào sẽ càng ngon, tại Nguyên mới hết rồi đó. Gà ác này thì cái xương nó rất là mềm, cho nên Nguyên dùng cây kéo cắt để như vậy mình đỡ phải rửa thớt. Nếu mà con gà ác nhỏ thì mình hầm luôn nguyên con nha, tại vì cái này con lớn cho nên Nguyên sẽ cắt nó ra. Nhiều bạn hỏi Nguyên cây kéo này mua ở đâu thì các bạn vào trong chợ, chỗ nào bán nồi son chảo là thông thường có bán nha. Nguyên thấy cây kéo này cắt cái xương cứng thì rất là dễ cắt. Trứng, cái lòng đỏ trứng này thì Nguyên lấy ra để luộc riêng cho con Nguyên ăn. Tuy nhiên thì các bạn có thể cho vào nấu canh cũng được, nhưng mà mình cho sau cùng nha. Gà ác sau khi cắt xong các bạn có thể cho vào trong cái nồi mình nấu luôn cũng được, nhưng mà thông thường Nguyên sẽ dùng một ít bột năng mình ướp vào trong này nè, rồi mình rửa lại. Làm như vậy thì thịt gà khi mà mình nấu canh xong ăn nó rất là mềm mượt ha. Mình trộn sơ, sau đó thì mình cho nước vào. Cho nước xong thì mình trộn lại một lần ha, rồi mình đổ ra. Cái này đổ ra là các bạn nấu luôn nha, chứ mình không cần phải rửa lại nữa. Rồi bây giờ Nguyên cho vào cái rổ nè. Trong chảo Nguyên đã đựng sẵn nước rồi, bây giờ thì cho vào một muỗng cà phê muối và 3 miếng gừng, một ít hành với lại một ít rượu nấu ăn hoặc là rượu nếp cũng được ha. Mình sẽ trụng sơ gà để cho nó bán cái mùi tanh với lại cái nước canh mình nấu ra nó cũng trong hơn á. Nước sắp sôi thì Nguyên cho gà ác vào. Nếu mà các bạn sợ trụng gà như vậy mất dinh dưỡng thì mình nên nấu gà trong cái nồi canh và không cần phải cho hành, gừng, rượu gì hết á. Nhưng mà lúc mà sôi các bạn phải vớt bọt cho thật là kỹ nha. Nguyên thấy mình trụng sơ như vậy thì cái canh mình nấu xong nó nước nó trong hơn á. Nước sau khi sôi thì mình vớt gà ra nha. Sau đó thì Nguyên cũng rửa lại á. Các bạn thấy nè, nước nó rất là dơ luôn đó. Gà sau khi rửa lại thì Nguyên đổ vào trong cái nồi luôn. Cái này các bạn nên hầm ha, không có dùng cái nồi áp suất, tại vì mình chia làm vài lần cho nguyên liệu á. Và Nguyên cho vào trong nồi là 3 lít nước, sau đó thì mình nấu cho nước này nó sôi. Nước sau khi sôi thì thấy bọt á, Nguyên cũng vớt sạch nè. Tại vì mình phải chia làm vài lần cho nguyên liệu cho nên mình nấu như vậy nha, chứ không có hầm bằng cái nồi áp suất. Rồi mình đậy nắp lại nấu 60 phút. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị những nguyên liệu khác nha. Táo đỏ này Nguyên đã rửa sạch rồi nè. Bây giờ thì mình cho táo đỏ lên trên thớt, sau đó thì mình đập khoảng vài cái là mình có thể rất là dễ dàng lấy cái hạt ra nha. Táo đỏ này mình không có nên nấu hạt vào, như vậy mình ăn giống như là bị nhiệt là mình hay bị rẹn mắt ha. Táo đỏ sau khi lấy hạt thì mình để qua một bên để chút nữa mình mới cho vào nha. Tại vì táo đỏ này mình nấu cái thời gian chừng 15-20 phút là xong, cho nên mình chưa có cho vào lúc này.
Và nồi canh á, Nguyên nấu được 1 tiếng rồi. Bây giờ mình dỡ nắp ra cho hạt sen vào. Hạt sen sau khi rửa sạch mình mới cho vào nha. Nếu mà hạt sen khô thì mình sẽ cho vào nấu lúc mà mình nấu gà luôn nha các bạn. Rồi mình mở lửa nhỏ tiếp tục nấu thêm 15 cho đến 20 phút. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ chế trúc xanh. Trúc xanh này còn có nhiều cái tên gọi ha, giống như là nấm trúc xanh nè, nấm nữ hoàng, nấm tâm trúc, nấm lưới trắng với lại nấm măng hoa. Nó rất là nhẹ nha các bạn. Nó gói như vậy nhưng mà khi mà mình gỡ ra, chính giữa người ta còn độn thêm cái gói là hút ẩm á, cho nên mình cầm lên tay tưởng là 100g, chứ thực ra cái gói này nè, nó còn nặng hơn nấm trúc xanh nữa đó, rất là nặng luôn. Cái gói này thì mình bỏ nha, hoặc là các bạn dùng cái việc khác. Nhà hàng người Hoa người ta cũng hay dùng cái loại nấm này để nấu súp á, hoặc là chế biến món ăn. Nhưng mà mình cũng phải biết sơ chế nha. Bây giờ thì mình sẽ cho nấm vào trong một cái tô lớn hoặc là cái thau để mình ngâm nước. Cái nấm trúc xanh này ăn vào thì nó giòn giòn, nhưng mà cái độ giòn nó khác với nấm tuyết ha. Nhưng mà cái vị giống là cái mùi hương thì nó rất là giống nha, nó cũng có cái mùi chua đó. Rồi mình cho nước vào mình đè nó xuống ha. Sau đó thì mình ngâm khoảng 10 phút thôi. Các bạn lụm những cái miếng trắng trắng cứng cứng này ra ha. Sau 10 phút thì mình sẽ rửa sạch lại. Ở trên cái đầu này nó cũng có dính những cái trắng trắng nè, thì mình móc nó ra hoặc là mình cắt bỏ chỗ này cũng được. Cái nấm trúc xanh này lúc mà mình ăn vào thì nó không có cái vị đặc trưng của nấm ha. Nhưng mà lúc mà mình ăn thì cảm nhận là giống như là mình nấu với canh gà, thì mình ăn cái nấm là có cái vị canh gà thôi, chứ nó không có cái mùi vị đặc trưng của nó. Nếu mà mình rửa đại trà như vậy thì nó rất là khó sạch á, cho nên sau khi rửa xong là mình phải cho nó qua một cái tô riêng ha. Rồi mình dùng một cái thau hoặc là cái tô nước á, mình rửa riêng từng cọng như vậy thì nó sẽ dễ hơn đó. Cái này á, sau khi rửa xong á, là mình phải vắt nước rồi mình rửa lại, nếu không nó có cái mùi chua nha các bạn, giống như là nấm tuyết vậy đó. Còn cái này mình cũng không có bỏ nè, mình chỉ lụm những cái miếng trắng trắng này ra thôi. Sở dĩ nó có cái tên là nấm lưới, có cái phần này nó giống như lưới vậy đó các bạn. Cái này mình cũng ăn luôn ha, mình không có bỏ nhưng mà mình phải rửa lại. Tốt nhất thì các bạn rửa dưới vòi nước thêm khoảng 2 cho đến 3 nước ha. Mình rửa đến khi nào mà thấy cái nước nó trong, sau đó thì mình vắt cho nó khô lại là được. Cái phần lưới này thì mình vắt cho nó thật là khô nha, rồi mình không cần phải cắt cũng được. Nhưng mà cái phần thân này á, do nó dài á, mình phải cắt khúc nó ra. Mình sắp cho nó bằng nhau ha. Rồi mình cắt một khúc có khoảng 1 cm. Cái này tính ra nó cũng khá là mắc ha. Mình mua cái gói này 60 ngàn á, nhưng mà có chút xíu thôi á. Cho nên khi mà mình ăn nhà hàng mà có cái món này á, người ta tính rất là mắc tiền đó các bạn. Sau 20 phút mình nấu hạt sen thì bây giờ dỡ nắp ra. Các bạn thấy là nó ra rất là nhiều mỡ gà luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ vớt mỡ ha. Và nhất là các bạn cho cái nấm trúc xanh vào. Nếu mà mình không có vớt mỡ là cái nấm nó sẽ hút hết cái phần mỡ gà này luôn á. Cho nên các bạn phải chú ý nha. Nguyên vớt cho thật là sạch luôn nè. Cái này là hạt sen tươi cho nên chỉ cần mình nấu khoảng 20 phút thôi là nó đỡ mềm rồi nè. Nguyên thấy hạt sen nó nở ra luôn á, mềm lắm luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho táo đỏ vào ha. Táo đỏ thì mình cho vào đậy nắp lại, nấu thêm 15 phút nữa. Sau 15 phút thì mình dỡ nắp ra. Và cái phần trúc xanh á, mình cho vào cuối cùng nha. Cái phần thân nấm với lại cái phần lưới mình cũng cho vào luôn. Kỹ tử sau khi mình rửa xong mình cho vào nha. Cái này mình nấu lâu nó sẽ bị chua cho nên mình cho cuối cùng. Nồi canh á, coi như là mình đã nấu hoàn thành rồi. Mình cho kỹ tử á, với lại trúc xanh vào á, thì nấu thêm khoảng 5 phút là được nha. Trúc xanh này nếu mà mình nấu cái thời gian lâu á, thì nó sẽ không có giòn á, cho nên mình cho vào á, nấu khoảng 5 phút là được ha. Như vậy là mình đã hoàn thành cái nồi canh rồi. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tôi chè tại cá sấu thảy.